Vâng, đây là công an huyện Cẩm Giàng. Người dân ra giám sát và chuẩn bị đi bây giờ này. Vấn đề gì? Giám sát làm việc được không? Hả? Giám sát làm việc. Đấy. Lại gặp nhỉ. Nét căng sợ. Giám sát cơ quan chức năng làm việc là gì? Quay máy. Rồi đấy, được rồi. Đứng ra kia thì quay làm sao được? Làm việc thì nói nó to to lên, xui thần gì. Đấy, chè đấy. Xui thần kìa. Vãi dở hơi ấy. Sáng báo này. Có trong camera đấy, có trong video đấy. Chào bác. Yêu à? Tôi đang quay nó thả rồi. Ít mẹ hổ kiến thế. Alo. Anh bảo gì đấy? Ôi giời, em cho hôm nay lại có hẹn rồi, em không lên đâu. Em uống mấy anh em ở nhà mà, gần nhà mà. Em vừa Sài Gòn về hôm kia, mấy anh em nó ở chiều tối nay làm tí mà, tôi bảo rồi. Anh nhá, thôi để khi khác, anh nhá. Nếu mà có gì tối lên được thì em lên, còn em không dám hứa trước đâu nhá. Rồi rồi. Rồi rồi, ok anh nhá.
mời anh đứng ở ngoài. Đây, đây đừng có chỉ tay. Tôi mời anh đứng ở ngoài. Đừng có chỉ tay. Chỗ làm việc của tôi. Làm việc có quyền giám sát. Vâng, người dân ra giám sát là lại ra một chỗ khác.